Đài Truyền hình Việt Mỹ. Và sau đây là phần tin tức của Đài Truyền hình Việt Mỹ gồm các tin chính sau đây. Liên Hợp Quốc thảo luận về tình trạng bạo lực Myanmar. Italy phủ nhận trả tiền để chặn các tàu chở người nhập cư. Lại thêm căng thẳng trong thương mại giữa Hoa Kỳ và Canada. Liên quân do Hoa Kỳ dẫn đầu không kích ngăn quân IS rút khỏi Liban. Nhiều tuyến kênh gần khu công nghiệp ở Sóc Trăng ô nhiễm nặng. Và sau đây là phần mở đầu tin thế giới. Thủ tướng Anh bày tỏ quan ngại bất ổn ở Biển Đông. Thủ tướng Anh là Theresa May hôm ngày 31 tháng 8 nói rằng ổn định ở khu vực Biển Đông là mối quan tâm toàn cầu và thúc giục các bên có một giải pháp hòa bình cho những khác biệt tại khu vực này. Bà Theresa May nói điều này nhân chuyến thăm Nhật Bản tham dự cuộc họp của an ninh cấp cao với Nhật Bản. Đây không phải là lần đầu tiên giới chức Anh lên tiếng quan ngại về căng thẳng ở Biển Đông. Hôm ngày 27 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Anh là Michael Fallon nói với hãng tin Reuters của Anh rằng nước này sẽ gia tăng sự hiện diện của mình ở khu vực Biển Đông bằng cách gửi tàu chiến tham gia tuần tra chung với Hoa Kỳ, tại đó vào năm tới. Ông Michael Fallon nói mục đích của việc tham gia tuần tra chung với Hoa Kỳ ở Biển Đông là thực hiện quyền tự do hàng hải của Anh ở đây. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thảo luận về tình trạng bạo lực Myanmar. Vào ngày 30 tháng 8, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thảo luận về tình trạng xung đột bạo lực đang diễn ra tại bang Rakhine, Tây Bắc Myanmar, khiến 18.500 người phải sơ tán sang nước láng giềng là Bangladesh trong 6 ngày kể từ ngày 25 tháng 8. Phát biểu trước báo giới, Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc là Matthew Rycroft cho biết mặc dù chưa có tuyên bố chính thức của 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sau cuộc họp kín, nhưng đã có nhiều lời kêu gọi từ các nước thành viên yêu cầu giảm leo thang căng thẳng. Ông Rycroft nói, tất cả chúng tôi đều lên án tình trạng bạo lực tại Myanmar, kêu gọi các bên giảm leo thang căng thẳng. Làn sóng bạo lực nổ ra từ ngày 25 tháng 8 khi những phần tử Hồi giáo thuộc cộng đồng người Rohingya thiểu số tấn công 24 đồn cảnh sát và đột nhập một căn cứ quân sự tại bang Rakhine. Xung đột với các vụ giao tranh nghiêm trọng nhất xảy ra gần thị trấn Mordor đã làm ít nhất 110 người thiệt mạng. Trước tình trạng này, hàng chục nghìn người Rohingya, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã tìm cách vượt biên sơ tán và lãnh thổ nước láng giềng Bangladesh. Tập trận Hoa Kỳ và Hàn Quốc kết thúc giữa lúc căng thẳng Triều Tiên gia tăng. Theo AFP, vào ngày 31 tháng 8, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo nước này và Hoa Kỳ đã kết thúc cuộc tập trận chung thường niên trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang trong khu vực sau khi Triều Tiên tiến hành vụ phóng tên lửa mới nhất bay qua Nhật Bản. Hàng chục nghìn binh sĩ của Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã tham gia cuộc tập trận chung mang tên Người Bảo vệ Tự do Uchi, viết tắt là UFG. Một cuộc tập trận chủ yếu là giả định trên máy tính kéo dài 2 tuần tại Hàn Quốc. Bình Nhưỡng luôn coi các cuộc tập trận chung thường niên là hành động chuẩn bị xâm lược mang tính khiêu khích cao. Và nước này luôn đáp trả những lời đe dọa tiến hành các hành động quân sự mạnh mẽ. Trong động thái được cho là đáp trả mới nhất, vào ngày 29 tháng 8, Triều Tiên đã bắn một quả tên lửa đạn đạo tầm trung bay qua khu vực phía bắc Nhật Bản, mà truyền thông nước này gọi là một phần của việc phô diễn sức mạnh chống lại cuộc tập trận. Sang một bản tin kế tiếp là quân đội Hoa Kỳ không kích Taliban, 13 thường dân Afghanistan thiệt mạng. Vào ngày 31 tháng 8, chính quyền Afghanistan cho biết các đợt không kích của không quân Hoa Kỳ chống Taliban tại nước này hôm ngày 30 tháng 8 đã làm 13 dân thường trong cùng một gia đình thiệt mạng và làm khoảng 15 người khác bị thương. Mặc dù cuộc không kích này đã bị tiêu diệt được vài chục tay súng Taliban ẩn náu
trong một nhà dân trong làng Dash-e-Bari tại tỉnh Kullar. Xin lỗi quý vị, tại tỉnh Logar, gần thủ đô Kabul. Quân đội Hoa Kỳ tại Afghanistan cho biết họ sẽ mở một cuộc điều tra nguyên nhân dẫn đến thảm kịch này. Theo các nhân chứng, phần lớn nạn nhân là phụ nữ và trẻ em trong một gia đình. Giới chức tỉnh Logar cho biết khi bộ bội binh Hoa Kỳ truy kích gắt gao, các tay súng Taliban thường tìm đến nhà dân nằm trong các ngôi làng để ẩn náu, do đó gây rất nhiều khó khăn cho lính Hoa Kỳ. Đây chính là nguyên nhân quân đội Hoa Kỳ phải huy động không quân không kích trực tiếp vào nhà dân và do đó gây nhiều thiệt hại do thường dân. Hơn 2 triệu người Hồi giáo trên thế giới bắt đầu lễ hành hương Haji. Hơn 2 triệu người Hồi giáo trên khắp thế giới vào ngày 30 tháng 8 đã đổ về thánh địa Mecca ở Saudi Arabia để tham dự lễ hành hương hàng năm là Hajj, kéo dài 5 ngày. Lễ hành hương năm nay sẽ chứng kiến sự tham gia trở lại của người Hồi giáo Iran năm 2016. Người Hồi giáo Iran đã không tham dự lễ hành hương do tranh cãi ngoại giao giữa Tehran và Riyadh sau khi xảy ra thảm họa dẫm đạp trong mùa lễ hội hành hương năm 2015. Trong khi đó, do căng thẳng ngoại giao tại vùng vịnh Nineveh, Qatar cũng không thể tham gia lễ hành hương năm nay. Nhằm đảm bảo an toàn cho lễ hội, Saudi Arabia đã tăng cường đối tác các biện pháp an ninh cũng như chuẩn bị mọi phương án đối phó cần thiết. Theo đó, hơn 100.000 người dân, nhân viên an ninh luôn trong tình trạng sẵn sàng báo động cao đã được triển khai trong và quanh Mecca. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn sử dụng các thiết bị hiện đại để kiểm tra an ninh, trong đó có tới gần 1.200 camera an ninh được lắp đặt tại Đại giáo đường. Bên cạnh đó, giới chức Saudi Arabia còn thiết lập 109 trung tâm an ninh tại Mecca nhằm theo dõi những đối tượng khả nghi và ngăn chặn các hành vi sai phạm của người hành hương. Liên Hợp Quốc kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa dải Gaza. Vào ngày 30 tháng 8, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa dải Gaza khi cho rằng khu vực này đang trải qua một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất mà ông từng chứng kiến. Lời kêu gọi được đưa ra khi ông chuẩn bị kết thúc chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới Israel và các vùng lãnh thổ thuộc Palestine. Tại dải Gaza, vùng lãnh thổ thuộc Palestine do phong trào Hồi giáo là Hamas kiểm soát, ông Guterres bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước tình hình nhân đạo tại vùng đất vốn đã đông đúc và nghèo đói, nay lại chìm trong tình trạng thiếu điện và nước sạch trầm trọng. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chấm dứt các lệnh phong tỏa khu vực, trong đó bao gồm lệnh phong tỏa dải Gaza mà chính quyền Israel đã áp dụng từ nhiều năm nay cũng như việc đóng cửa hầu hết các điểm tiếp xúc biên giới giữa Gaza và Ai Cập. Trong suốt chuyến thăm, ông Guterres không ngừng kêu gọi tìm ra giải pháp hai nhà nước nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, vốn luôn là trọng tâm của các nỗ lực ngoại giao quốc tế, nhưng hiện đang bị đe dọa. Nga và Iran thảo luận về xung đột Syria và thỏa thuận hạt nhân. Theo Sputnik đưa tin, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nga vào ngày 31 tháng 8, Ngoại trưởng Nga là Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp là Iran là Mohammad Javad Zarif. Trong cuộc điện đàm, hai bên đã thỏa thuận về tình hình tại Syria và thỏa thuận hạt nhân Iran được ký giữa Tehran và các cường quốc thế giới nhóm P5 Plus One. Thông báo có đoạn viết, hai ngoại giao đã trao đổi quan điểm về một số vấn đề liên quan trong các chương trình nghị sự song phương vào khu vực, bao gồm việc thực thi thỏa thuận hạt nhân Iran và tình hình xung quanh việc giải quyết xung đột tại Syria, theo các thỏa thuận đạt được trong khuôn khổ tiến trình hòa đàm Astana. Trước đó, sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, viết tắt là UAE, Abdullah bin Yerith Nanyan, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga quyết tâm giúp Saudi Arabia trong quá trình sáp nhập các nhóm đối lập tại Syria. Tin Thổ Nhĩ Kỳ nổ bom nhằm vào xe buýt chở quản giáo ở Izmir. Giới chức địa phương cho biết vào ngày 31 tháng 8,
một vụ nổ nhầm vào một chiếc xe bus chở quản giáo nhà tù tại thành phố Duyên Hải là Amur của Thổ Nhĩ Kỳ, khiến 7 người bị thương. Nhà chức trách đang điều tra theo hướng đây là vụ tấn công khủng bố. Nguồn tin nêu rõ vụ nổ xảy ra khi chiếc xe bus đi qua một thùng đựng rác. Hình ảnh trên mạng xã hội Twitter cho thấy vụ nổ đã khiến cửa sổ xe bus bị thổi bay và kính chắn gió vỡ tan. Những nạn nhân bị thương hiện trong tình trạng ổn định. Kênh truyền hình nhà nước TRT Harper và hãng thông tấn tư nhân Dogan đều đưa tin quả bom được đặt trong thùng rác phát nổ khi xe bus đi qua. Hiện chưa có nhóm nào nhận là thủ phạm vụ tấn công. Trong những năm gần đây, tại các thành phố lớn của Thổ Nhĩ Kỳ, xảy ra rất nhiều vụ đánh bom liều chết do tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo, tức IS tự xưng, và các tay súng người Kurd tiến hành. Italy phủ nhận trả tiền để chặn các tàu chở người nhập cư. Vào ngày 30 tháng 8, Italy khẳng định nước này không ủng hộ thỏa thuận chi trả cho các nhóm vũ trang liên quan tới các tổ chức tội phạm buôn người xuyên quốc gia để ngăn chặn dòng người di cư vượt qua Địa Trung Hải. Trước đó, theo nguồn tin từ AP, là ngày 29 tháng 8, chính phủ đoàn kết dân tộc Libya viết tắt là GNA được Liên Hợp Quốc ủng hộ đã chi trả cho các nhóm vũ trang và hỗ trợ trang thiết bị, tàu thuyền để ngăn chặn các tàu chở người di cư, một thỏa thuận được xem là có sự hậu thuẫn từ chính phủ Italy. Trong khi đó, Reuters cho rằng một lực lượng mới tại thị trấn ven biển là Sabratha đã có hoạt động ngăn chặn và bắt giữ người di cư, khiến hoạt động di cư dừng một cách đột ngột vào thời điểm được cho là bận rộn nhất về vấn đề di cư. Một quan chức thuộc văn phòng báo chí Bộ Ngoại giao Italy nêu rõ, Bộ Ngoại giao kiên quyết phủ nhận rằng có một thỏa thuận giữa những kẻ buôn người Libya và chính phủ Italy. Kết thúc quý vị, kẻ tấn công bằng kiếm ngoài điện Buckingham bị buộc tội khủng bố. Vào ngày 31 tháng 8, cảnh sát Anh đã buộc tội khủng bố đối với một đối tượng mang một thanh kiếm dài 1,2 mét bên ngoài điện Buckingham hồi cuối tuần trước. Cảnh sát cho biết Moshishuna Chohuri, 26 tuổi, bị buộc tội theo luật chống khủng bố năm 2006 vì tên này tham gia vào hành động hoặc âm mưu khủng bố. Đây là đối tượng bị bắt ngay sau khi xảy ra vụ tấn công bên ngoài điện Buckingham cuối tuần trước. Trước đó, tối ngày 25 tháng 8 đã xảy ra một vụ tấn công bằng kiếm bên ngoài điện Buckingham. Kẻ tấn công là Chohuri đã đậu xe gần một xe cảnh sát tại khu vực cấm bên ngoài điện Buckingham và bất ngờ dùng kiếm tấn công cảnh sát. Đối tượng này sau khi đó đã nhanh chóng bị khống chế và đưa tới đồn cảnh sát để thẩm vấn. Hai nam cảnh sát bị thương nhẹ ở tay. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh an ninh đang được tăng cường cao độ tại Anh cũng như nhiều nước châu Âu sau hàng loạt vụ tấn công khủng bố trong hai năm qua. Nga bắt giữ hai đối tượng IS âm mưu đánh bom liều chết tại Moskva. Theo AFP, vào ngày 31 tháng 8, cơ quan tình báo Liên bang Nga viết tắt là FSB thông báo đã bắt giữ hai người đàn ông từ tới Trung Á do âm mưu tiến hành các vụ tấn công bằng dao và đánh bom liều chết tại thủ đô Moskva. Trong một thông báo, FSB cho biết những đối tượng này đang tìm cách tấn công các địa điểm tập trung đông người tại Moskva và khu vực thân cận trong ngày 1 tháng 9. Nga bắt đầu năm học mới tại Nga. Một trong hai nghi can bị bắt sau khi đăng tải đoạn video với nội dung tên này thề trung thành với tổ chức nhà nước Hồi giáo, tức IS tự xưng, và có ý định tấn công dân thường bằng cách sử dụng các vũ khí sắc nhọn. Còn đối tượng thứ hai được cho là thành viên IS bị bắt sau khi FSB phát hiện thiết bị nổ tự chế có sức mạnh công phá mạnh tại nơi của tên này. Thông báo cho hay đối tượng này thừa nhận hắn có ý định trở thành kẻ đánh bom liều chết. Nga thường xuyên bị các phần tử IS đe dọa tấn công do nước này can thiệp quân sự tại Syria nhằm hậu thuẫn Tổng thống Bashar al-Assad. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của chúng tôi và chúng tôi sẽ trở lại sau vài phút quảng cáo với tin Hoa Kỳ.